Dạ mời Kim Nhung cầm mic vào tràng, chưa nghe được âm thanh Kim Nhung. Dạ con xin sám hối, nãy giờ con nói quá trời rồi. Con quên mở mic. Dạ, một lần nữa con kính lễ sư Trí Đức, dạ con kính lễ sư Quán Không, dạ con kính lễ sư Pháp Thanh. Dạ. Sư Pháp Thanh vô trễ, con cũng hơi lo lo. Dạ. Con thấy sư vô con mừng quá, con nói nãy giờ mà con quên mở mic. Dạ, con xin sám hối ạ. Mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh Pháp Sư. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Brahmacaloka thipati sahambati katang chali anthiwarang ayatham santi thasattam parachakkhajati ka đi xe tu tham măng anu cam bi măng ba chăng sạch tham ma phê rinh quy na danh cha ca dân sụt tánh chân thăng a phi tham ma chăm măng A cô ta danh tô cha tu sắc cha đàn đăng bập bố tha này dê bà ri sa cha mạch chêm. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ. Nghi thức thỉnh Pháp Sư cũng đã hoàn tất. Giờ này em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc bản chánh kinh ngày hôm nay. Dạ, em xin giao mic lại cho chị. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học Pháp an vui và tiến hóa. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Kim Nhung. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con mến chào Hồng Mai. Dạ, kính cảm ơn Kim Nhung, kính cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin vừa phết bài vừa đọc ạ. Dạ tại vì con đọc thì con sợ trong đầu càng không biết con đọc đúng hay sai, nên con vừa phết bài con vừa đọc để có sai thì đạo tràng biết để chỉnh sửa. Tương ưng kinh Samyutta Nikaya giả chương 2 tương ưng thiên tử Ba La Mã phẩm các ngoại đạo bài 9 La Mã suốt Sima, Susima, nhân duyên ở Sawathi. Rồi Đại Đức Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các Đại Đức, nói với Đại Đức Ananda đang ngồi một bên. Này Ananda, ông có hoan hỷ đối với Sariputta không? Bạch Thế Tôn, ai là không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm lại có thể không hoan hỷ với đối với tôn giả Sariputta? Bạch Thế Tôn, hiền trí là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, đại tuệ là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, quảng tuệ là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, hỷ tệ là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, tuyệt tệ là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, lợi tuệ là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn,
quyết trạch tuệ là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn ích dục là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn biết đủ là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn viễn ly là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn bất cộng trục là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn tinh cần tinh tấn là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn biện tài là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn nghe lời trung ngôn là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn cáo tội trung thực là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn chỉ trích ác pháp là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, ai là người không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, lại có thể không hoan hỷ đối với tôn giả Sariputta? Như vậy là phải, này Ananda. Như vậy là phải, này Ananda. Này Ananda, ai là người không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, lại có thể không hoan hỷ đối với Sariputta? Này Ananda, hiền trí là Sariputta. Này Ananda, đại tuệ là Sariputta. Này Ananda, quảng tuệ là Sariputta. Này Ananda, hỷ tuệ là Sariputta. Này Ananda, tuyệt tuệ là Sariputta. Này Ananda, lợi tuệ là Sariputta. Này Ananda, quyết trạch tuệ là Sariputta. Này Ananda, ích dục là Sariputta. Này Ananda, biết đủ là Sariputta. Này Ananda, viễn ly là Sariputta. Này Ananda, bất cộng trụ là Sariputta. Này Ananda, biện tài là Sariputta. Này Ananda, nghe là trung ngôn là Sariputta. Này Ananda, cáo tội trung thực là Sariputta. Này Ananda, chỉ trích ác pháp là Sariputta. Này Ananda, ai là người không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, lại có thể không hoan hỷ đối với Sariputta? Rồi thiên tử Susima, trong khi được nghe lời tán thán về tôn giả Sariputta với đại chúng thiên tử đoan quay đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên thiên tử Susima, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Bạch Thế Tôn, ai là người không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, lại có thể không hoan hỷ đối với tôn giả Sariputta? Bạch Thế Tôn, hiền trí là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, đại tuệ là tôn giả Sariputta, vân vân. Bạch Thế Tôn, chỉ trích ác pháp là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, ai là người không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, lại có thể không hoan hỷ đối với tôn giả Sariputta? Bạch Thế Tôn, con đi đến chúng thiên tử nào, con đều được nghe nhiều lần tiếng nói như vậy. Hiền giả là tôn giả Sariputta, chỉ trích ác pháp là tôn giả Sariputta. Ai không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, lại có thể không hoan hỷ đối với tôn giả Sariputta?
Rồi chúng thiên tử của thiên tử Sushima, trong khi những lời tán thán tôn giả Sariputta được lớn tiếng nói lên, họ hoan hỷ, hỷ việc, hân hoan và thân chói sáng, màu sắc thù thắng. Ví như một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tánh mặt khéo dũa, khéo mài, được đặt trên một tấm màn màu vàng da cam, chói sáng, chiếu sáng và bừng sáng. Cũng vậy, chúng thiên tử của thiên tử Sushima, trong khi những lời tán thán tôn giả Sariputta được lớn tiếng nói lên, họ hoan hỷ, hỷ việc, hân hoan và thân chói sáng, màu sắc thù thắng. Ví như một đồ trang bằng vàng mịn, được một người thợ vàng thiện xảo, khéo đặt, khéo mài, đặt trên một tấm màn màu vàng da cam, chói sáng, chiếu sáng và bừng sáng. Cũng vậy, thiên tử chúng của thiên tử Sushima, vân vân, và thân chói sáng, màu sắc thù thắng. Ví như trong khi đêm đã gần sáng, sao mai chói sáng, chiếu sáng và bừng sáng. Cũng vậy, chúng thiên tử của thiên tử Sushima, vân vân, và thân chói sáng, màu sắc thù thắng. Ví như trong mùa thu, trên trời các vòng mây đã được bay sạch, mặt trời mọc ra, mọc lên giữa trời, đánh tan màn đêm, khắp giữa hư không chói sáng, chiếu sáng và bừng sáng. Cũng vậy, chúng thiên tử của thiên tử Sushima, trong khi những lời tán thán tôn giả Sariputta được lớn tiếng nói lên, họ hoan hỷ, hỷ duyệt, hân hoan và thân chói sáng, màu sắc ánh. Rồi thiên tử Sushima nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về Sariputta. Ngài Sariputta được mọi người xác nhận là bậc đại hiền trí, không phẫn hận, ích dục, nhu thuận và điều phục, được đạo sư tán thán. Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ với Sariputta cho thiên tử Sushima. Về Sariputta, mọi người đều xác nhận là bậc đại hiền trí, không phận hận, ích dục, nhu thuận và điều phục, như người khéo điều phục, chờ đợi thời gian đến để hưởng quả thuận phục. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Ca Giá. Và kính đảnh lễ chư tôn đức, trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính lễ ngài trí đức và đệ đức quán không. Chào tất cả quý tôn nữ và quý phật tử. Hôm nay cái đường truyền nó cũng hơi trục trặc cho nên dạo cũng hơi trễ, ngài xin sám hối với chư tôn đức cũng như xin quý vị hoan hỷ. Trước khi vào phần giảng giải chia sẻ về Phật pháp bài học ngày hôm nay, xin kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, cần để tâm bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sằng Ca Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân thủ ý tán dương ân đức
Tam Bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo, Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược, ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điện với chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức Pháp Thể Ca Ngang chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài và đã đọc phần chánh kinh. Thì cái phần chánh kinh hôm nay thì nó cũng hơi dài, có những cái đoạn tán thán về cái công hạnh của ngài Sariputta, nó được lặp đi lặp lại qua cái lời tắc bạch của ngài Anan, ngài Ananda, rồi qua cái lời xác nhận của Đức Thế Tôn, rồi qua cái sự nói lên cái ý nghĩa của mình đối với thiền tử Susima. Cho nên là trong này nó có nhiều cái đoạn lặp đi lặp lại, làm cho quý vị khi nó cũng hơi rối. Rồi cái đoạn cuối là cái gì mà cái vấn xác nhận về những cái tính cách cao thượng tốt đẹp của ngài Sariputta. Thì khi mà kết luận lên đó, thì Đức Tôn đã nói rằng về Sariputta, mọi người đều xác nhận là bậc đại hiền trí, không phẫn hận ít dục, nhu thuận và điều phục, như người khéo điều phục, chờ đợi thời giờ đến để hưởng quả thuần thục. Thì chúng ta cũng biết rằng ngài Sariputta, hay là ngài còn có một cái tên nữa là Upatissa, gọi là Sariputta, là gì á, là ngài là con của nữ Bà La Môn, bà Sari, còn cái tên là Upatissa là cái tên của làng của thân phụ của ngài, chúng ta hiểu như vậy. Thì về cái thời quá khứ, tức là ngài có cái một lần trong Đức Phật thời quá khứ đó, ngài là một cái vị bá hộ, một lần ngài đã cung thỉnh Đức Phật và chư tăng đến để mà làm phước. Và trong cái cuộc lễ trai tăng đó thì có các cái vị thượng thủ thinh văn của Đức Phật trong thời quá khứ cùng đi. Thì sau khi mà nghe Đức Phật quá khứ khen ngợi về hai cái vị thượng thủ thinh văn đó, thì ông bá hộ này ông cũng khởi lên cái ý là mình cũng muốn đạt được cái địa vị là thượng thủ sinh văn. Cho nên là cái vị bá hộ này mới làm phước đến Đức Phật và chư tăng trong 7 ngày. Rồi sau đó thì phát lên cái ước nguyện là sẽ là bậc thượng thủ sinh văn trong ngày vị lai. Thì Đức Phật trong thời quá khứ đã quán xét cái nhân duyên và đã biết được là
Ngài đã có đầy đủ những cái công hạnh, cho nên là đã xác nhận là sẽ trở thành một cái vị thượng thủ thinh văn trong thời kỳ Đức Phật Gautama. Thì sau đó thì cái vị bá hộ này đó, có một cái người bạn thân, người bạn thân, cái vị này mới nói lên cái ý nguyện của mình và khuyên khuyên cái người bạn thân mình á, thì cũng hãy thực hành cái các cái công hạnh để sau này trở thành một cái vị thượng thủ thinh văn của Đức Phật trong ngày Vị Lai. Và cái vị này cũng quan hỷ với cái sự ước nguyện cao đẹp này, cho nên là cái người này cũng đã làm lễ trai tăng đến Đức Phật và chư tăng trong vòng 7 ngày và cùng phát nguyện trở thành thành cái vị thượng thủ thinh văn trong ngày Vị Lai. Thì đây là cái hai cái ước nguyện của ngài Sariputta và ngài Mục Kiền Liên, Moggallana, từ thời quá khứ. Cho đó là cái ngài đã tạo trữ rất nhiều cái công hạnh từ thời quá khứ cho đến cái kiếp cuối cùng, cùng đời sống hiện tại dưới thời giáo pháp của Đức Phật Gautama. Thì ngài có rất nhiều những cái công hạnh về cái trí tuệ. Thì ở đây trong cái bài kinh thì quý vị cũng thấy là tán thán rất cái nhiều cái công hạnh của ngài. Thì ngài được Đức Phật tuyên bố là tối thắng về trí tuệ, tức là cái vị thượng thủ thinh văn này nè, về mặt trí tuệ thì chỉ kém hơn Đức Phật mà thôi. Thành ra trong nhiều cái bài kinh, nhiều cái bài pháp á, có đôi lúc Đức Phật chỉ thuyết tóm tắt, rồi sau đó thì ngài sẽ triển khai rộng rãi đến chư tăng cũng như đến hàng Phật tử. Mà một cái hết sức quan trọng là trong cái tạng di diệu pháp đó, là hôm nay mà chúng ta được học hỏi hiểu biết là cái công hạnh đầu tiên hết là ngài Sariputta, là cái người mà ở cõi nhân loại đầu tiên được nghe Đức Thế Tôn thuyết về cái di diệu pháp. Thì như trong kinh đã nói lại đó, thì vào cái hạ thứ bảy thì Đức Thế Tôn đã đến cõi trời Đau Lợi để thuyết pháp cho cái vị tiên tử tiền thân là bà Hoàng hậu Maya để tế độ. Và sau khi mà về nhà cõi nhân loại chúng ta để đi trị bệnh cách thực đó, thì ngài Xá Lợi Phất đã ở ngay cái tảng đá đó để chờ sau khi Đức Thế Tôn đi cách thực thọ thực xong, thì Đức Thế Tôn sẽ nói lại với ngài Xá Lợi Phất về các cái pháp mà ngài đã thuyết giảng ở trên cõi trời. Và sau đó thì ngài Xá Lợi Phất sẽ thuyết giảng lại cho 500 vị tỳ khưu. Từ đó mà có được cái tạng di diệu pháp ngày hôm nay. Rồi trong cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế, thì có những nơi mà ở tăng đoàn xảy ra những cái sự việc, thì ngài Đức Thế Tôn thường hay chỉ định ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên cùng đi đến những cái trú xứ đó để mà giải quyết những cái bất đồng của chư tăng ở trong cái
cái vùng đó, cái quốc độ đó. Ngài luôn luôn là thực hành những cái công hạnh như là khiêm tốn, nhẫn nại. Cho quý vị biết rằng mặc dù Ngài là cũng là một cái vị trưởng lão cao hạ, nhưng mà đó có những lần đó, thường thường là khi mà đi từ nơi này đến nơi khác thì Ngài thường thường Ngài đi phía sau để mà hỗ trợ cho các cái vị tỳ kheo bệnh hay là hoặc là những cái vị sa di. Rồi một lần đó thì đến cái trú xứ đó thì nó cũng chậm hơn là mấy cái vị đi trước, cho nên là cái nhóm mà nhóm luật sư là sáu vị này đó, trước kia là những cái người trong hoạt động, mấy vị này đi đến trước thì đã chiếm hết những cái cốc liêu rồi, cho nên là ngài đi đến thì muộn ha, cho nên ngài đã đêm đó ngài đã lấy y quấn rồi qua đêm ở dưới cái cội cây. Cho đến sáng hôm sau thì khi mà Đức Thế Tôn đi kinh hành thì mới thấy và hỏi, thì ngài mới trình bạch là khi mà ngài đi đến thì các cái cốc liêu các vị đã cư ngụ hết rồi, cho nên ngài qua đêm ở dưới cội cây. Thành ra sau này Đức Thế Tôn mới ra cái điều luật là những cái vị mà tỳ kheo mà nhỏ hạ thì phải biết tôn trọng, nhường cốc liêu cho những cái vị mà lớn hạ hơn. Rồi về vấn đề mà ngài gìn giữ cái giới luật thì nó rất là nghiêm chỉnh. Có những khi mà ngài bị bệnh, nhưng mà hồi đó thì quý vị biết rằng bệnh đâu có thuốc men như bây giờ, trị bệnh bằng cái trái kha lê lọc ngâm với nước tiểu bò đen, hoặc là dùng tỏi, hoặc là dùng cái cháo sữa là mật ong. Thì có một lần lúc đó ngài bị cái chứng bệnh đau bụng mà 2-3 ngày là chưa có khỏi, thì ngài Mục Kiền Liên mới đến hỏi là sư huynh hồi đó nếu mà ở nhà đó sư huynh bị bệnh như vậy đó thì dùng cái gì để mà trị bệnh. Thì ngài mới nói là hồi đó mà ở nhà mà bị bệnh đau bụng như vậy đó thì ăn cháo sữa. Cho nên hôm đó khi mà đi khất thực thì ngài Mục Kiền Liên cố ý đi đến một cái gia đình của cái người cận sự nam và đã nói lên là ngài cần dùng cái món cháo sữa đó. Thì cái vị này cũng hoan hỷ dâng cái món cháo sữa, và ngài Mục Kiền Liên đã đem về đưa cho ngài Xá Lợi Phất. Nhưng vì khi mà mình nói lên cái lời nói mà mình cần dùng cái món đó đó, cho nên là ngài dù là đang bị cái bệnh nó hành hạ rất là đau đớn, nhưng mà ngài thề rằng khi mà ăn những cái món mà mình đã có cái tác ý mình nói lên rồi đó, thì dù cho bây giờ mà ngài có mất mạng hay là ngài đau đớn đến mà cái ruột của ngài mà nó lòi nó bò ra ngoài, ngài cũng nhất quyết ngài không có dùng cái cháo sữa đó. Hay là cái trường hợp cũng vậy, ngài bị bệnh nhưng mà trong luật Đức Thế Tôn đã chế định về vấn đề mà cấm, ngăn cấm
không cho ăn tỏi. Cho nên là ngài cũng thà là chịu sự hành hạ đau đớn của cái cơn bệnh với ngài, cũng nhất định là không có ăn tỏi. Cho đến khi mà có những vị tỳ kheo trình bạch lên Đức Phật, thì Đức Phật mới chế định cái học giới đó có cái điều ngoại trừ đối với các cái vị tỳ kheo bệnh là được ăn tỏi, nhưng mà giới kèm theo những cái vật thực khác. Thì vì biết rằng cái tỏi á nó là cái thuốc trị bệnh, nhưng mà khi mà dùng tỏi nhiều á thì nó có cái mùi hôi. Khi mà cái tỏi đó nó theo cái mồ hôi nó thoát ra các cái lỗ chân lông á, thì nó tạo thành cái mùi hôi. Và vì cái nguyên nhân là khi mà các trước khi mà Đức Thế Tôn mà chế định cái học giới này đó, là do các cái vị tỳ kheo cứ kêu những cái hàng cận sự nam cận sự nữ là đi đi tìm kiếm tỏi. Trường hợp mà có những vị mà giống như là ghiền ăn ớt vậy đó, ăn cơm mà không có ớt là ăn không được. Còn ở bên Miến Điện thì sư thấy thường thường là vào cái thời tiết mà mùa mưa hay là cái lúc mà trời lạnh thì chư tăng ở bên bển người ta dùng cái hành tím với cái tỏi rất là nhiều. Nhưng mà dùng chung với vật thực để làm cái thuốc trị bệnh. Cho nên là sau khi mà Đức Thế Tôn đã chế định cái điều phụ ở trong cái học giới đó thì ngài mới sử dụng. Rồi có một lần là cũng vậy, khi mà đi đến cái cúng xứ đó thì bị gì cái đến lúc đến trễ thì các vị kia chỉ nhường để cho ngài một cái cốc thôi. Nhưng mà thường thường á lúc đó là La Hầu La lúc đó là còn là Sa Di thường đi kẻ đi cùng với ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà lúc đó cái Đức Phật chế định cái học giới á, là Sa Di là những người chưa tu lên bậc trên thì không được ngủ chung với các vị tỳ kheo. Cho nên là không còn cái cốc liêu nào hết á. Nhưng mà bây giờ mặc dù là cái sự thương mến quý mến của ngài đối với Sa Di La Hầu La, nhưng mà ngài cũng vì cái chấp hành về cái giới luật á, ngài cũng khuyên La Hầu La đi ra ngoài kiếm nơi nào mà qua đêm. Thì không còn cái cúng xứ nào đó, cho nên là Sa Di La Hầu La đành phải phải nằm ở trước ngay cái nhà hú xí. Thì đến gần sáng thì khi mà Đức Thế Tôn đi vào hú xí thì mới thấy là Sa Di La Hầu La nằm ở trước cái mái hiên của cái nhà hú xí. Thì hỏi ra thì mới biết như vậy. Cho nên là sau này Đức Thế Tôn mới chế định ở trong cái học giới đó, tức là những người chưa tu lên bậc trên thì có thể cộng trú ở với vị tỳ kheo, mà nhưng mà không quá 3 đêm. Tức là chỉ 2 đêm thôi, tới cái đêm thứ ba đó là cái vị Sa Di phải rời khỏi cái cốc của vị tỳ kheo trước khi mặt trời mọc. Để nhiều lúc không còn cái chỗ cư ngụ
thì vị sa di có thể ở cùng với vị tỳ kheo trong ba đêm nha. Đó, cho nên là nói về cái sự mà gìn giữ hành trì cái giới luật thì ngài giữ một cách rất là cẩn trọng, nghiêm ngặt. Khi mà những cái học giới mà Đức Thế Tôn đã chế định ở trong luật, rồi đối với các vị tỳ kheo á, thì ngài là sẵn sàng giảng giải, chỉ dẫn một cách tận tình. Ngài sẵn sàng cho những cái vị đó xuất gia, rồi dạy về các cái kinh luật. Có những vị ngài sẽ dạy hướng dẫn đến đạt đến cái sơ đạo sơ quả. Rồi một cái công hạnh nổi bật nữa là ngài rất là tri ơn đối với các cái vị mà đã có ơn với mình. Như quý vị biết trong kinh á, thì khi mà ngài đạt được cái đạo quả Tu Đà Hoàn á, là nhờ cái lời dạy của ngài A Sa Chí nói lên cái câu kệ ngắn về cái giáo pháp của Đức Phật. Do đó mà trước khi đêm nào mà ngủ, trước khi mà ngủ là ngài hướng về, ví dụ là Đức Thế Tôn đi về hướng đó, ngài A Sa Chí đang ở cái hướng đó, thì ngài đảnh lễ, ngài hướng cái tâm ngài đến Đức Thế Tôn, ngài A Sa Chí để đảnh lễ. Nhưng mà vô tình á, là có cái đống rác, mà bị vị buổi tối ngài không có thấy. Cho nên là khi mà ngài đảnh lễ để tỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đến ngài A Sa Chí, thì mấy vị kia mới thấy, rồi mới bắt đầu mới truyền ra với nhau. Ngài Xá Lợi Phất là một cái vị thường thủ thinh văn, nhưng mà còn tà kiến. Cứ đảnh lễ bốn phương tám hướng, rồi có vị nói là ổng còn đảnh lễ cái đống rác nữa chứ. Đó, cho nên là sau khi mà có những cái lời đó đến Đức Phật, thì Đức Phật mới gọi ngài Xá Lợi Phất lên, nó hỏi là cái nguyên nhân mà tại sao mà ông là một vị thường thủ thinh văn như vậy mà còn còn tà kiến, đảnh lễ bốn phương tám hướng, đảnh lễ cả đống rác. Thì ngài mới trả lời là: Bạch Thế Tôn, để tỏ lòng tôn kính đối với những cái vị người mà có công đức giúp đỡ hỗ trợ cho con á, thì hàng đêm trước khi ngủ thì con hướng về những cái hướng mà Đức Thế Tôn hoặc là ngài A Sa Chí đang ở trong cái hướng đó đó, con đảnh lễ trước khi ngủ để tỏ lòng tri ân, để phá tan những cái lời mà chê trách không có đúng. Rồi ngoài cái sự mà dìu dắt hướng dẫn cho các cái vị sa di, thì mặc dù là với cái địa vị là một cái vị mà thượng thủ sinh văn á, nhưng mà khi mà cái tăng đoàn cái số lượng nó đông, thì có những vị là không có cái ý thức trong cái sinh hoạt, cho nên là phơi không y áo, hay là những cái không có dọn dẹp ở những cái tăng xá, không có xách nước ở những cái nhà hố xí. Thì trước khi mà đi bát á, ngài chờ cho các vị tỳ kheo đi bát hết rồi, thì ngài cùng với các cái vị sa di đó mới là quét dọn những cái chỗ phơi y, rồi hay là
quét dọn xung quanh cái tầng xá, xách nước dọn dẹp ở những cái nhà hố xí. Sau đó thì ngài mới cùng với các cái vị sa di đi tìm bình thất thực. Rồi một cái công hạnh nữa là gì? Ngài rất là có cái lòng từ bi, có cái tâm từ để mà tế độ đối với những cái người mà nghèo khó, những cái người mà kém phước. Nhiều lần sau khi mà ngài xả diệt thọ tưởng định, ngài hay đi đến những cận sự nam cận sự nữ, là những cái người nông dân nghèo khó, hay là hoặc là những cái người mà đang sống khổ cực, để mà tìm cách để tế độ, để giúp đỡ cho những cái người đó vượt qua cái sự khổ khốn khó thiếu thốn về vật chất. Thì như cái trường hợp mà ngài đã tế độ cho cái vợ chồng cái người nông dân á, nhờ cái sự mà tế độ của ngài mà sau này vợ chồng cái người nông dân đó, sau khi mà buổi chiều cái người chồng mà đi xuống cái ruộng mà cày đất đó, thì tự nhiên những cái luống cày của họ đất nó trở thành vàng hết rồi. Và sau này cái vợ chồng cái người nông dân đó trở thành một cái vị bá hộ ha. Rồi ngài rất là nhẫn nại. Có những lúc người ta thử thách, hay là có những lúc ngài bị người ta cáo tội nhưng mà không có đúng. Một lần ngài đi bác thì có một ông bà la môn đó, ổng thử thách cái tâm nhẫn nại, tức là ổng nói là ổng tranh luận với mấy vị bà la môn bạn đó, là tại vì không có ai gặp cái chuyện bất bình, cho nên cái tâm của họ là như vậy đó. Chứ thử mà nếu mà họ gặp cái sự bất bình thì để coi tâm của họ nó như thế nào. Cho nên là một bữa đó là ngài đi vô lạc thất thực, thì cái ông bà la môn này ổng đi theo sau, ổng mới dùng cái cây ổng đánh lên vai ngài đó. Nhưng mà ngài cũng chánh niệm tỉnh giác, ngài không có tỏ ra cái sự sân hận bực bội hết. Cho nên là lúc đó là cái ông bà la môn này mới là tin sự cái bằng kiên trì nhẫn nại của ngài. Và sau đó thì ông ta cùng thỉnh ngài đến nhà ông để ông cúng dường. Nhưng mà những người cận sự nam cận sự nữ trong cái làng đó thì họ đến họ đòi đánh cái ông bà la môn. Thì ngài đã khuyên ngăn, ngài hỏi gì chứ cái vị bà la môn này nè, đánh ai? Thì nói dạ họ cái ông bà la môn này đánh ngài. Thì ngài nói là tại sao mà ông này không đánh sư mà các vị lại sân hận, lại đòi đánh đập trả thù lại. Ngài không có cái tâm sân hận, ngài không có đòi trả thù, mà tại sao mấy người đòi? Cho nên là những cái người cận sự nam cận sự nữ này là bỏ qua cái đó. Rồi một lần á, là cái vị tỳ kheo này nè, không biết có cái ý hiềm khích gì đối với ngài, cho nên là Đức Thế Tôn đã bảo ngài Xá Lợi Phất hãy đi đến cái trú xứ đó. Nhưng mà cái vị này đó, khi mà ngài lâm y ngài đi vô tình cái chéo y ngài nó quẹt ngang trúng cái vị tỳ kheo này đang ngồi. Cho nên là ông này mới tưởng là ngài Xá Lợi Phất đã đi rồi, đã rời xa tịnh xá rồi, ông này mới đi đến trước mặt Đức Phật
ông ta khóc lóc, ông ta nói rằng là ngài Xá Lợi Phất ỷ mình là một cái vị trưởng lão cao hạ, rồi đánh mắng giết ông ta thế này thế khác. Nhưng mà lúc đó là ngài chưa có rời khỏi cái tịnh xá, cho nên là Đức Thế Tôn đã bảo gọi ngài Xá Lợi Phất đến trước mặt và đã hỏi. Thì ngài nói là ngài không có nói là mình có phạm hay không có phạm, mà ngài ví như là cái con bò mà nó bị gãy sừng. Thì quý vị biết rằng những cái con bò mà con bò đực á, thì nó rất là hăng, nó hay hút với các những cái con bò khác. Nhưng mà một khi mà cái con bò mà nó đã bị gãy sừng rồi đó, thì nó gặp những cái con bò đực khác là nó né tránh không à. Bởi vì anh biết là cái vũ khí chiến đấu nó bị mất rồi. Ra anh không bao giờ mà anh đương đầu với những cái con bò đực khác. Ngài dùng rất nhiều những cái ví dụ, cho đến cuối cùng là ngài ví dụ cái mặt đất. Cái mặt đất á, thì dù cho là người ta đem hoa ha, đem hoa ta rải trên đất, thì cái đất nó cũng không có vui mừng. Mà người ta đem những cái vật mà quế trượt, những cái vật ô quế mà ta đổ trên đất, thì đất nó cũng không có phiền hà. Để nói lên cái tâm bất động của các cái vị mà đã đạt đến thánh lậu tận. Thì sau đó thì cái vị tỳ kheo này đã đảnh lễ sám hối với ngài Xá Lợi Phất. Thì nói chung về cái công hạnh trí tuệ, rồi cái tâm từ bi, tâm an tịnh của ngài thì rất là nhiều. Mà đơn cử thì sư cũng xin đưa ra một vài cái ví dụ để quý vị thấy. Rồi cái cuối cùng hết á, là khi mà ngài đã quán xét đến lúc mà cái tuổi thọ ngài ở thế gian chấm dứt, ngài đã đảnh lễ Đức Phật và xin trở về cái nơi mà sinh trưởng để vô dư niết bàn. Và cái mục đích cuối cùng là trước khi mà vô dư niết bàn thì ngài sẽ tế độ cho thân mẫu của ngài. Thì quý vị biết rằng cái bà nữ Bà La Môn Sari đó, mẹ của ngài á, là bà ta đặt cái niềm tin, cái hy vọng đến ngài rất là nhiều. Cho nên sau khi mà ngài xuất gia, rồi chẳng những ngài xuất gia mà đến những người chị, người em, thậm chí đến những người cháu của ngài, họ cũng bỏ nhà họ xuất gia theo ngài. Cho nên là cái tài sản, cái danh vọng của gia đình đều đặt vào ngài hết. Nhưng mà bây giờ ngài từ bỏ tài sản, từ bỏ cái danh vọng của gia đình đi xuất gia, thì bà rất là giận. Cho nên là có những vị tỳ kheo nào mà vô tình mà đi đến mà đứng trước nhà để mà khất thực, thì bà sĩ giả mắng giết thậm tệ. Bà không có niềm tin với Tam Bảo. Cho nên là trước khi mà ngài vô dư niết bàn, ngài muốn trở về cái nơi sanh trưởng của mình để tế độ cho thân mẫu mình. Thì lúc đó
ngài mới trở về. Nhưng mà quý vị biết là những cái mà gia đình mà giàu có thì họ có cái nhà khách, họ có cái nhà khách ở ở dọc cái hàng rào đó. Nếu mà có những cái người khách nào mà đến đó, thì phải phải vô cái nhà khách đó trú ngụ trước, rồi gia nhân mới vô thông báo cho chủ nhân. Chủ nhân chuẩn bị xong á, khi nào người ta mời vô mới được vô ha. Thì ngài cũng vậy, sau khi mà ngài bộ hành trở về đến cái ngôi làng, tới cái nhà của mình á, thì ngài cũng vô cái nhà khách đó ngài trú ngụ. Rồi những cái người gia nhân ra thì ngài mới nói là vô tình với bà, cho hay là ngài Sariputta đã trở về. Thì lúc đó đó bà Sariputta mới suy nghĩ rằng ông sư con của mình ông đi tu cho đã đời rồi, giờ chắc bây giờ khổ cực quá chịu không nổi nữa, cho nên bây giờ mới trở về đó nha. Nói thì nói vậy á, nhưng mà bà cũng sai gia nhân dọn cái phòng của ngài, dọn dẹp xong thì sáng hôm sau á là bà mới sai gia nhân ra mời ngài vô. Thì ngài cũng vô, ngài trở vô, ngài cúng ngụ cái phòng mà hồi đó mà trước khi mà ngài đi xuất gia. Thì lúc đó đó ngài cũng bị cái chứng bệnh kiết lỵ, cái bệnh nó hành hạ rất là đau đớn, rồi đi coi như là đi đại tiện rất là nhiều lần. Thì bà mới quan sát coi như thế nào. Thì đầu hôm thì bà mới thấy có một cái vị đó đi vào phòng của ngài, nhưng mà cái hào quang nó không có sáng. Rồi đến lúc nửa đêm đó, thì có bóng những cái vị mà đi vô đó, thì cái hào quang nó sáng hơn. Rồi đến lúc mà gần sáng đó, thì ngài thấy có một cái bóng đi vô, nhưng mà cái hào quang nó sáng rực luôn nha. Thì bà mới thắc mắc, đến sáng bà mới vô bà hỏi vậy chứ mấy cái người mà đầu hôm á là ai. Mà thì ngài Xá Lợi Phất nói là đầu hôm là cái vị mà tứ đại thiên vương đến để chăm sóc hầu hạ. Còn giữa đêm là ai, là mấy vị Phạm Thiên. Rồi cái vị mà cuối đêm đó, cái vị mà hào quang sáng chói đó là ai, thì mới nói là cái vị đó là vua trời Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên, vua trời Đế Thích. Lúc đó nó bà mới giật mình, nói trời, bà có cái suy nghĩ, trời ông sư con mình mà còn cỡ đó, nếu mà ông thầy của ổng á thì cái oai đức còn còn cỡ nào nữa. Thì lúc đó bà mới, cái tâm bà nó có cái sự cung kính đối với Đức Phật, đối với Tam Bảo rồi đó. Thì lúc đó là cái lúc mà ngài quán xét, cái lúc thích hợp để thuyết pháp tế độ cho bà. Sau bài pháp thì bà đã đắc sơ đạo sơ quả. Lúc đó bà mới có cái khởi lên cái niềm tin, có sự tôn trọng cung kính đối với Tam Bảo. Thì lúc đó bà mới xin sám hối, và bà mới trách ngài là tại sao mà lấy mấy lâu nay á không về giảng giải cho bà sớm hơn, đợi đến bây giờ mới là giảng giải cho bà hiểu. Thì ngài chỉ mỉm cười, tại vì nếu mà cái nhân duyên nó chưa đến thì đâu có thể nào mà giảng giải được. Và sau đó thì ngài vô dư niết bàn.
Cho nên là những cái tài sản đó, bà để dành để giao lại cho ngài Xá Lợi Phất đó, là bà mới đem ra. Và quý vị biết mà, một cái vị gia đình Bà La Môn hồi đó nó cũng tài sản cũng rất là nhiều. Cho nên là lúc đó là bà mới kêu thợ vàng làm, lấy cái vàng đó làm thành bốn cái cột dựng lên để mà làm cái lễ trà tì cái nơi mà quả thiêu cái nhục thân của ngài Xá Lợi Phất. Thì đó là nói về những cái công hạnh đối với một cái vị trưởng lão được gọi là đệ nhất về trí tuệ. Tức là chúng ta là hiểu cái chữ đệ nhất về trí tuệ ở đây là chỉ có sau bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, sau Đức Thế Tôn mà thôi. Cho nên là đối với ngài Xá Lợi Phất thì lúc đó có những cái vấn đề mà cần phải giải quyết. Đức Thế Tôn đã bảo ngài Xá Lợi Phất đi đến những cái trú xứ đó để giải quyết một cách tốt đẹp. Cho nên là cuối cùng thì Đức Phật mới kết luận là về Sariputta, mọi người đều xác nhận là bậc đại hiền trí, không phẫn hận, ích dục, nhu thuận và điều phục, như người khéo điều phục, chờ đợi thời giờ đến để hưởng quả thuần thục. Đó là cái kết luận về cái sự tán thán của Đức Thế Tôn đối với vị đại đệ tử. Thì thường thường là ngài được gọi là vị thượng thủ tinh văn bên tay mặt, còn ngài Mục Kiền Liên là vị thượng thủ tinh văn bên tay trái. Thì ngài Xá Lợi Phất nổi trội về cái trí tuệ nha, còn ngài Mục Kiền Liên thì nổi trội về cái thần thông. Cho nên là đối với ngài Xá Lợi Phất, kiểu gì thấy rằng là những cái tán thán của ngài Ananda về là cái người tiệp tuệ, mẫn tuệ, rồi lợi tuệ, thì tiệp tuệ mẫn tuệ là nói về cái sự mà nhanh nhẹn, cái lợi tuệ là gì, là cái người có cái tuệ lực nó mạnh, đó, tại vì trải qua các cái thời gian mà bổ túc ba la mật, thì một cái vị mà có cái nguyện vọng để trở thành cái vị mà thượng thủ thinh văn đó, thì phải trải qua một a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp đó. Cho nên là các cái công hạnh, các cái pháp độ cũng phải tạo trữ một cách là cao thượng hơn những cái vị mà thinh văn bình thường. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên là đối với Đức Thế Tôn, ngài khi mà còn tại thế thì ngài đã
Dạ con thỉnh sư cầm mic trở lại đạo tràng, không còn nghe âm thanh của sư nữa ạ. Dạ cảm ơn Hồng Mai. Dạ con cũng thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ con kính nhân mic đến sư. Dạ xin quý vị quan thị, được truyền nó hơi trục trặc, nó rất mít mà tại vì không có nhìn vô cái màn hình thì không thấy. Dạ xin quý vị quan thị. Thì đối với ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Quyền Liên, Đức Thế Tôn có một cái niềm tin về cái tài năng trí tuệ của các ngài. Nhưng mà đến lúc mà hai vị thượng thủ sinh văn thì theo cái niêm luật đó là vô dư niết bàn trước bậc đạo sư. Cho nên khi mà ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Quyền Liên vô dư niết bàn ấy, thì Đức Phật đã nói lên khi mà Xá Lợi Phất, Mục Quyền Liên vô dư niết bàn, Như Lai thấy như là cái thế gian này nó trống vắng. Để chúng ta thấy rằng cái khi mà cái hoằng pháp của Đức Phật đó, thì có đóng góp của hai vị thượng thủ tinh văn này cũng rất là lớn, để chúng ta tỏ lòng tôn kính đối với hai vị thượng thủ tinh văn này. Thì ngoài bậc chánh đẳng chánh giác thì hai vị thượng thủ tinh văn này cũng đóng góp cái công hạnh hoằng pháp, giảng dạy các cái bài kinh, để ngày nay ta có được những cái hiểu biết, những cái dạy của bậc chánh đẳng chánh giác. Thì do đó mà đối với các cái bậc trưởng lão, chúng ta cũng phải nhớ ơn biết cái công hạnh của các ngài, để chúng ta học và noi theo những cái công hạnh cao quý tốt đẹp, để chúng ta trở thành những cái người cận sự nam, cận sự nữ, những người Phật tử có một cái đời sống tốt đẹp, một cái trí tuệ cao thượng để tìm hiểu chánh pháp và thực hành theo chánh pháp để đem đến cái sự an lạc trong đời sống hiện tại và hướng đến cái con đường giải thoát trong ngày vị lai. Thì cái phần chánh kinh thì qua cả kinh điển, những cái chuyện tiền thân, rồi cũng có những cái tìm hiểu hiểu biết chút ít để chia sẻ giải thích với quý vị về cái công hạnh và cái trí tuệ của một cái bậc trưởng lão đáng tôn kính. Giáo phước báo này kính cầu mong chư tôn đức có thể khăn ngang, chúc quý tu nữ, quý Phật tử có thêm những cái hiểu biết về ngài Xá Lợi Phất là một vị thượng thủ sinh văn, một vị đại trưởng lão đã dạy công đóng góp trong cái sự hoằng pháp của Đức Phật, để hôm nay chúng ta có những cái hiểu biết rất là quý báu. Chúng ta cùng noi gương và thực hành theo những cái công hạnh tốt đẹp của ngài. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học hôm nay. Xin mời đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, xa thú, xa thú.
Con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài pháp hôm nay ạ. Dạ, bài pháp hôm nay rất là hay. Dạ, con ngồi con nghe mê mẩn luôn. Dạ, con kính tri ân là Đức Phật. Dạ, là mình là một bậc mà một vị cha lành của muôn loài, và mình luôn luôn là phải kính tri ân Đức Phật. Dạ, kính tri ân các vị thánh tăng. Dạ, kính tri ân những vị đã di truyền giáo pháp, truyền bá giáo pháp cho đến ngày hôm nay, và chúng con cũng kính tri ân các vị sư ngày hôm nay đã giảng giải cho chúng con hiểu được pháp Phật, hiểu hơn về con đường của mình đi. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh ạ. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Hôm nay con được sư Trí Đức nhắc nhở là để sư nói liên tục, nên giờ con kính tri ân sư nghỉ ngơi một lát ạ. Dạ, con xin một lần nữa con kính lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ sư Quán Không. Con kính lễ sư Pháp Thanh. Dạ, con kính lễ sư Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào các anh chị đạo hữu ở trong lớp học. Dạ, bài pháp hôm nay rất là hay, rất là cảm động khi nghe những mẩu chuyện về ngài Sariputta. Con rất là thích nghe những mẩu chuyện của các vị thánh tăng, mà tấm gương của ngài thiệt là trong suốt, mà đã được Đức Phật xác nhận là ông không có một lỗi lầm nào, ông trọn vẹn cả cuộc đời, dầu cả một hạt bụi cũng không thể dính vào người ông. Đó là cái lời mà Đức Phật đã xác nhận trước khi mà khi mà ngài Sariputta đến chào vĩnh biệt Đức Phật để xin về ngôi làng để viên tịch, thì ngài có xin sám hối với Đức Phật và xin Đức Phật tha thứ, và Đức Phật cũng đã nói là Đức Phật cũng tha thứ ông, và mặc dù ông không có một lỗi lầm nào hết. Rất là cảm động ạ. Ngài Sariputta thì viên tịch vào rằm tháng 10, và trước khi viên tịch thì ngài có những cái mẩu chuyện rất là cảm động, con rất là thích nghe. Ngài viên tịch tại làng nơi sinh ra ngài là làng Nalaka, sau 43 năm mà ngài xuất gia và phục vụ chánh pháp và đi theo Đức Phật. Ngài có rất rất là nhiều cái tấm gương mà hàng hậu thế phải học tập. Và con rất là tri ân những mục chuyện này đã đem đến cái cảm xúc cho con. Con rất là cảm động. Dạ, bây giờ đến thời gian của đạo tràng, kính mời đạo tràng có những câu hỏi hoặc những câu thảo luận để cho tất cả cùng hiểu thêm về bài pháp. Dạ, xin mời quý vị ạ. Xin mời bàn tay quý vị. Dạ, con thưa sư, khi chưa có ai có câu hỏi thì con xin có một câu hỏi như vậy ạ. Là mặc dù là đã được Đức Phật là xác nhận ngài Sariputta là thượng thủ thinh văn đại trí tuệ, dạ, nhưng mà không hiểu tại sao là ngài lại đắc quả A La Hán chậm hơn sau những vị thánh tăng ở trong cái thời mà cùng xuất gia cùng với ngài, và sau cả ngài Mục Kiền Liên nữa, ngài Mốc A La Ná, tức là ngài Mốc A La Ná xuất gia thì 7 ngày sau ngài đó đắc A La Hán, còn ngài Sariputta thì phải đến nửa tháng sau mới đắc được A La Hán, mặc dù đã được Đức Phật là xác nhận là bậc đại trí tuệ, là thượng thủ thinh văn, nhưng mà lại đắc quả A La Hán chậm hơn so với những vị cùng thời và ngay cả với người bạn là ngài Mốc A La Ná.
Dạ con chưa hiểu điều này, dạ con kính thỉnh sư giảng giải giúp con để con hiểu hơn ạ. Dạ con kính tri ân sư, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Thoạn Ma giả, Nam mô Sang Kha giả. Kính đảnh lễ chư Tổng Đức Trưởng Lão, chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Thì chúng ta biết rằng cái gì nó cũng có nhân duyên, phải đúng cái thời điểm thích hợp thì nó mới có thể đạt được tất cả cái nhân duyên nó đầy đủ thì nó sẽ hiển lộ. Thì đối với chúng ta hiểu nè, đối với những cái người mà bình thường, những cái người mà ít tài sản, không? Thì quý vị cần đi, quý vị đi, không? Ví dụ bây giờ mà cô Kim Nhung có cái việc gì mà cần đi thì cô đi. Cô đâu có phải mà sắm sửa hành lý rồi sắp xếp công việc rồi cắt đặt những cái công việc để những cái người ở nhà ha, rồi những người nào đi theo để mà hầu hạ hộ vệ rồi đó. Còn mà đối với mấy cái người mà đại gia, mấy người mà có tài sản nhiều ha, thì trước khi mà người ta đi đó là người ta cắt đặt những cái công việc ở nhà thì giao cho cái người quản gia quán xuyến coi sóc những cái người tôi tớ ha, công việc như thế nào thế nào thế nào, cắt đặt cái công việc ở nhà xong rồi đó mới là chuẩn bị bây giờ đi. Như vậy là mấy người sẽ đánh xe, mấy người khiêng kiệu hay gì gì đó, rồi tài sản đem theo là cái gì, rồi những cái người mà tỳ nữ, những cái người hầu cận là người nào đi theo đi theo, người ta sắp xếp hết như vậy rồi đó, người ta mới đi, không? Còn những người mà phàm nhân như mình thì hô đi như sách dẹp đi thôi chứ không có ấy, ha. Còn các vị mà trụ trì quản lý những cái chùa lớn thì mấy dặn các cái vị tỳ kheo lớn tuổi ở nhà như thế này coi sóc như thế này ha. Rồi vị nào là thị giả sẽ đi theo mình đi sắp xếp hết vậy rồi mấy vị mới đi đó. Cho nên á, để chúng ta hiểu rằng á, mặc dù ngài là cái bậc đại trí tuệ, nhưng mà đó đến phải đến cái giờ phút, đến cái nhân duyên nó đến nha, chứ không phải là muốn mà được, không? Giống như quý vị biết rằng cái vị mà trưởng lão đầu tiên hết bước vào cái chánh pháp là ngài Kiều Trần Như nha. Nhưng mà cái hạnh nguyện của ngài á, cái hạnh nguyện của ngài Kiều Trần Như là chỉ đạt đến cái quả giải thoát thôi. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn tuyên bố ngài Xá Lợi Phất là cái vị thượng thủ tinh văn, thượng thủ tinh văn, thì có một số các vị tỳ kheo á, họ không đồng ý, họ nói là tại sao mà ngài Kiều Trần Như giống như là cái vị tỳ kheo đầu tiên xuất gia vào giáo pháp, ngài cũng là bậc thánh A La Hán, mà sao Đức Phật không có tuyên bố ngài Kiều Trần Như là thượng thủ tinh văn, mà ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên là sao mà lại được ban tặng là thượng thủ tinh văn? Thì Đức Phật mới nói là ngài không có cái sự mà tự động mà ngài tuyên bố, mà ngài tuyên bố đây là do cái công hạnh của mỗi người.
Thì trong nhiều kiếp sống á, Kiều Trần Như á, là nguyên là cái người đầu tiên để bước vào chánh pháp thôi. Ngày trồng lúa khi mà lúa mới vừa ngậm sữa là ngày cắt mớ, ngày cắt mớ, ngày về ngày giã, ngày ép, ngày lấy cái sữa gạo, cái sữa gạo để dâng lên cho Đức Phật và chư tăng. Bất cứ những cái loại mà trái cây đầu mùa hay gì là ngày dâng trước với cái chí nguyện là sau này sẽ là cái người mà đầu tiên, cái người đầu tiên được nghe chánh pháp của bậc chánh đẳng chánh giác trong ngày vị lai. Đó, cái chí nguyện của ngài có chỉ có vậy thôi. Cho nên á là cái vị mà giống như mình nói là vị tổ ha, vị tổ của chư tăng ấy, là cái vị mà đầu tiên xuất gia trong cái giáo pháp của Đức Phật Gotama là ngài Kiều Như. Nhưng mà quý vị thấy rằng trong kinh ít có đề cập đến ngài không? Tại vì cái chí nguyện của ngài tu giải thoát rồi thôi Rồi sau đó ngài kiếm những cái nơi thanh vắng rồi ngài ở đó ngài tu. Còn cái chí nguyện của ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên thì nó lớn lao hơn. Ngài nguyện trở thành bậc thượng thủ sinh văn. Cho nên á là sao? Cái vị mà tỳ kheo, cái vị thánh A La Hán bình thường á thì chỉ có thực hành các cái pháp độ có 100.000 đại kiếp thôi. Không? Nhưng mà cái vị mà thượng thủ sinh văn á thì phải một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Cho nên là bây giờ mình thấy nè, nếu mà cái người mà học đạt được cái cao nhất của cái bậc mà phổ thông là đạt đến tú tài lớp 12 thôi, thấy không? Đó. Còn bây giờ cái vị mà muốn đạt được cái học vị là tiến sĩ, thấy không? Thì phải học thêm nữa. Phải lên đại học, lấy cho được cử nhân là lên thạc sĩ mới đến tiến sĩ. Đó, cho nên là cái quá trình mà cái thời gian mà học họ thì phải nhiều hơn, thấy không? Đó, cho nên là chúng ta có nhiều khi chúng ta nói so sánh tại sao mà cái vị này được mệnh danh là đệ nhất về trí tuệ mà sao lại đắc quả chậm hơn mấy cái vị kia. Thì tại vì nó cái quy luật của nó là phải đầy đủ những cái nhân duyên, những cái công hạnh phải tạo trữ đầy đủ thích hợp thì mới đạt đến cái thánh đạo thánh quả ha. Cho nên là chúng ta phải hiểu vậy đó. Tại vì phải trải qua những cái kỳ thi. Mấy vị kia đó, thi mà tú tài có một kỳ thi là nếu mà làm bài đầy đủ đúng hết thì được chứng nhận là cái bằng là tú tài. Nhưng mà cái vị mà tiến sĩ thì phải trải qua nhiều cái kỳ thi hơn là cái vị này, cho nên là nó có đôi lúc là nó phải chậm hơn là như vậy, thấy không? Cùng học lớp 12 nhưng mà cái vị này thi tú lại xong rồi ra đi làm ha, còn có vị thì phải có cái ý nguyện cao hơn thì phải tiếp tục học thêm cả chục năm, cả chục năm sau thì mới bắt đầu đi làm việc. Thành ra chúng ta phải hiểu nó như vậy đó. Cái gì nó cũng phải trải qua các cái công hạnh, các cái pháp độ từ thấp tới cao, rồi cái nhân duyên đến lúc nó
đầy đủ hết tất cả, thì cái duyên, cái thánh đạo thánh quả nó mới hiển lộ. À, thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Tạ. Dạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con kính tri ân sư đã giải thích ạ. Dạ, đúng. À, dạ, sư đã giải thích là con hiểu ạ. Dạ, cái gì nó cũng phải có nhân có duyên. Dạ, dạ con thưa sư, bây giờ là đến lúc bạn Hồng Mai đủ duyên để lên đặt câu hỏi. Dạ, xin mời Hồng Mai ạ. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lĩnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Thanh, sư Quán Không, sư Tuệ Đức. À, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, qua những cái câu hỏi của Kim Nhung và qua lời giải thích của sư thì con rất là hiểu rõ hơn về quá trình mà các vị thánh đã tu tập để đạt được đến thánh quả. Và như chúng con là những cái Phật tử mới bước chân vào tu tập thì chưa được như các vị thánh kia, các vị thánh kia là tấm gương cho tụi con noi theo, thì vì chưa diệt được phiền não thì theo như lời Phật dạy thì mình phải có năm pháp để mà diệt trừ cái phiền não. Và bởi vì cái nhân duyên của mình thì chưa có dày như các vị thánh thì mình phải hòa học qua năm pháp này để giảm phần nào cái phiền não trong tâm của chúng ta. Thì những năm pháp của Đức Phật thì có bạn lành bạn tốt, thì con thật may mắn thì có những cái bạn người, có những người bạn đạo đáng để được đáng học hỏi, và nhờ các bạn ấy mà khi mà cái sự tu tập của con bị sụp thì các bạn sẽ là người mà giúp cho con vượt lên mà tinh tấn tiếp tục. Và có chăng là trong những cái người bạn mà chung quanh mình thì sẽ có những người nổi trội lên và sẽ nâng đỡ mình trong cái một quãng đường tu tập không thưa sư. Và thứ hai là người có giới hạnh trong sạch, thu thúc trong giới luật, giữ gìn thân và khẩu trong sạch và thanh tịnh. Và như chính con thì con cố gắng là giữ giới trong cái khả năng của mình, và để mà có được cái sự an toàn cho những cái việc giữ giới, thì mà có phải chăng là khi mình gần những người bạn lành bạn tốt thì sẽ giúp cho mình được có cái sức mạnh để mà giữ giới trong sạch không thưa sư. Và thứ ba đó thì là người biết tri túc trong bốn thứ vật dụng hàng ngày. Cái phần này thì con thấy là cái tâm tham con vẫn còn và chưa có được tri túc trong những bốn thứ vật dụng hàng ngày, thì làm thế nào để mà phát triển, để mà giữ được cái sự kiên cố trong cái việc tri túc trong những cái thứ vật dụng hàng ngày. Và thứ tư là có tâm tinh tấn không ngừng việc ác pháp làm cho thiện pháp phát sinh và tăng trưởng. Thì cái câu số 4 này, có tâm tinh tấn thì làm thế nào để cái tâm này nó luôn luôn là bền vững và nó không trồi sụp, để mà chúng ta có thể diệt được những cái bất thiện pháp phát sinh khởi trong tâm của chúng ta thưa sư. Và thứ năm đó là có trí tuệ, thì theo con biết rằng là cái thiền sẽ giúp chúng ta rất là nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày. Và qua cái việc học của mình hoặc là cái sự thiền tập của mình thì sẽ thấy được cái sự sinh và sự diệt của danh pháp và sắc pháp. Nhưng mà để đạt được cái rõ cái sự sinh và diệt của danh pháp và sắc pháp thì chúng ta phải phát triển cái việc thiền tập như thế nào để hiểu rõ cái sự sinh diệt của danh sắc nhất là sắc pháp. Và để được và như vậy thì theo con biết thì khi cơ mặt có cái tự thì sẽ giúp cho chúng ta hiểu được ra cái khổ, và qua thiền thì chúng ta hiểu rõ hơn. Và là khi mà mở rộng tâm hồn á, thì chúng ta sẽ không có cái bản ngã trong đó, mà chúng ta chỉ biết là cái thực
trong khi thiền và chúng ta ít lệ thuộc vào những cái bất cứ điều kiện nào khi chúng ta ngồi thiền, phải không thưa sư? Và xin sư giải đáp cho con cái thắc mắc này ạ. Dạ con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Cái thắc mắc của cô Hồng Mai nó cũng hơi nhiều, hơi nhiều về nhiều vấn đề. Thì thật sự ra trong cái đời sống á, người ta nói là sao? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Cái sự tu tập của chúng ta đó, trong cái học pháp, hành pháp, thì chúng ta cũng phải có cái sự nương nhờ, nương nhờ với nhau. Thấy không? Quý vị thấy rằng cái cây mà nó đứng vững, thấy không? Trong cái khu rừng nó phải nương tựa nha. Thì cây này nó nương nhờ cái cây kia, ha. Những cái cây mà ở ngoài bìa rừng á, những cây mà ở ngoài bìa rừng á, quý vị thấy rằng nó có nhiều khi nó không có cao, nó không cao đâu, nhưng mà nó rất là vững, nó rất là vững để mà nó che chắn cho những cái cây ở phía trong, ha. Đó, dòng bão rồi người kia nọ đó, thì những cái cây mà đứng ở ngoài bìa nó chịu, ha. Mặc dù cái những cái cây này nó so với những cái cây ở trong kia nó không có cao, nó không có to lớn đâu, nhưng mà nó rất là vững đó. Cho nên là chúng ta trong đời sống chúng ta nương tựa với nhau. Cái mình còn dở, mình còn khiếm khuyết cái vấn đề này, mình học hỏi với nhau. Rồi cái người kia đó, người ta cần, người ta tìm hiểu, người ta ấy, thì mình sẵn sàng đem những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm mình chia sẻ với nhau để chúng ta cùng tiến bộ trong học pháp, hành pháp. Đó. Rồi thí dụ bây giờ phàm nhân thì ai cũng còn những cái tham muốn, những ham thích, không? Chứ đâu có phải mà giống như bậc thánh nhân mà chúng ta có cái tâm mà sống đời sống tri túc được, không? Mà hơn nữa cái xã hội, cái kỹ thuật máy móc bây giờ mỗi ngày nó tiến bộ, ha. Một tháng hai tháng nó ra một cái mẫu iPhone mới, ha. Một tháng hai tháng nó ra những cái mẫu xe cộ mới hơn, 5-10 ngày cái bắt đầu là nó ra những cái trang phục, cái thế này thế khác, mỗi ngày nó ra thì tại vì á, bây giờ quý vị biết rằng cả hàng ngàn công nhân, mà giờ nếu mà những cái người mà chế tác á, những cái trang phục mà không ra những cái trang phục mới á, thì làm sao có cái công ăn việc làm cho những cái người công nhân. Cho nên á, là trong cái ban lãnh đạo của nhà máy là nó phải cắt đặt ra những cái người mà chuyên môn ngồi đó tìm tòi chế tác ra những cái trang phục mới, những cái máy móc nó mới hơn, những cái xe cộ nó mới ha, để sao nó sản xuất, để ấy, nó thu hút cái người tiêu dùng, ha. Rồi đó, quý vị biết rằng những cái này đó thì sự thật ra đó nó không có gì nhiều. Ví dụ quý vị thấy rằng là giữa cái iPhone 10 với cái iPhone 11 đó, cái nâng cấp lên không có nhiều, có một chút
cái tính chất nào đó, hoặc là nó mẫu mã nó thay đổi một chút vậy thôi, thấy không? À, nhưng mà đó là nếu mà những người mà chạy theo cái mới thì cứ muốn mua. Chứ sự thật ra cái 10 này nó vẫn còn tốt vậy, thấy không? À, trong cái iPhone 10 đó nó có rất nhiều những cái chức năng mà mình không có sử dụng tới nữa. À, nhưng mà khi mà nó ra cái 11 đó, là bạn mình có, à, những người thân mình có, mình cũng muốn có, không? Mình cũng chạy đua theo cái trào lưu, à, để chi? Để cho bằng chị bằng em. Chứ nếu mà bạn bè chị em mình rồi nó có hết mà mình không có, nó chê. Cho nên mình cũng ráng sách dép chạy theo mua cho được cái iPhone 11. À, nhà ta sửa sang thế này khác, bây giờ mình mà không sửa sang là bạn bè rồi nó chê, cho nên là cũng phải sửa, phải sơn phết. À, rồi chiếc xe này đi cũng vẫn còn tốt chứ, nhưng mà bây giờ nó ra cái mẫu xe này á mới hơn, à, tốt hơn thì kia nọ, à, bây giờ cũng phải ráng chạy theo để mua được chiếc xe. À, cũng vậy, để gì, để cho bằng chị bằng em. Thành ra đó, chính vì cái chạy theo cái thế gian này nó là cái khổ. À, nó là khổ. Mình sợ gì? Mình sợ bị người ta chê, à, lạc hậu rồi kia nọ, rồi cái mình cũng đua đòi theo. À, thành ra chúng ta xài theo cái điều kiện, cái khả năng của mình. À, chứ mình đừng có chạy theo cái lời khen tiếng chê. Thật sự ra đó, sư hồi đó sư bị chê nhiều nhất, à, cù lần nhất. À, y áo thì có gì mặc mấy, không có đổi chọn, không có kiếm màu này màu kia, không có kiếm giải này giải nọ, không? Rồi cái điện thoại mà ta lên iPhone đâu hết trơn, cảm ứng cảm lạnh rồi đủ thứ chuyện, mình cứ cái cùi bắp cứ xài hoài. À, rồi ta thì có nhiều khi là đi á, nhiều khi là đi taxi đồ này kia nọ rồi cho nó quay. À, sư thì cứ xe buýt không đơ ôm, bởi sư được tặng cái biệt danh là vua xe buýt. Vua xe buýt kệ, ai nói gì nói, mình sống theo mình, ta có tiền, ta có Phật tử rồi quen biết rồi nhiều, ta có tài chánh, người ta đi taxi rồi xe cho nó thoải mái. Còn mình thì không có, thôi kệ, ráng lên ngồi chờ xe buýt, rồi đi tới bến đi không đa ôm cho nó rẻ nó tiền, thấy không? À, chứ mình không có, mình cũng chạy theo ai thì mình sẽ an ổn, thấy không? À, mình muốn phô trương, mình muốn thì nó khổ. Còn mình thấy điều kiện khả năng của tôi vậy, kệ nó, đi xe buýt ngồi nó hơi nóng chút, chặt chội chút, nó ngừng tới ngừng lui, nó tấp vô tấp ra, nó chở này kia này kia nọ, nhưng mà kệ nó, miễn sao tới cái chỗ mà mình cần đến là được rồi, thấy không? À, đi xe Honda thì nó hơi nắng thôi chút, nhưng mà nó mát, có gió rồi nó mát, thấy không? Mình chấp nhận. À, chứ còn á, nhiều khi tại cái cơ thể mình, chắc cũng có lúc cũng tại cái duyên nghiệp mình á, đi xe máy lạnh thì về bệnh. Hay đi xe máy lạnh, ở trong xe máy lạnh á, nó thay đổi đột ngột. Thí dụ mình đang ở ngoài, cơ thể mình nó hay đổ mồ hôi. Đúng rồi, bắt đầu mình nhảy vô xe máy lạnh, cái bắt đầu cái mồ hôi nó rút trở vô. Nó rút vô cái bắt đầu tới chừng mà ngồi xe máy lạnh đã rồi, hồi cái bước ra ngoài trời thì nó đang nóng. Thời tiết nó nóng bức
nóng hực hực hực, cho bắt đầu cái cơ thể nó thay đổi theo không kịp theo cái điều kiện hoàn cảnh. Cho nên hả, cứ đi xe máy lạnh về bị bệnh bị cảm. Cho nên thôi kệ, ai khoái đi xe máy lạnh chứ tôi không khoái, à không cần kệ nó, có xe nào đi cũng được, đi miễn là sao qua tới chỗ, trên đường đi nó an toàn, đừng có chết máy, đừng có trục trặc, đừng có bể bánh xe, à đừng có ấy là được. À đó, cho nên á, trong cái điều kiện mình không có nhu cầu, mình không có đòi hỏi về cái phương tiện, à cái điều kiện thế này thế kia thế nọ, thì mình sẽ ổn thôi, phải không? À, y áo để che thân, trang phục và để che đậy bên ngoài, à cần gì phải mốt này mốt kia mốt nọ, à cần phải là giật giải này giải kia cho nó cao cấp, phải không? Đó, kệ, có bận dài ba tháng năm rồi nó cũng cũ rồi, thay tới mùa dân y và tử dân y mới mặc cái bộ khác, chứ cần gì phải chạy đi đổi cái giải, phải giải này nè, à giải giải cô tâm, à nó rút mồ hôi nó mới mát. Còn nếu mà cái còn cái thời trước là cái gì đó gì mà mỏng mỏng mà mát đó, siêu xít gì đó sẽ không có rành. À, kệ. Rồi y là phải y mình cao, phải kiếm cái y mà mét chín, à hai mét á, bận nó vừa, à mình cao mà bận y mét bảy là lum rồi nó ngắn, có gì đâu, không? À, thành ra mình coi cái gì, cái chuyện gì nó nhỏ là nó nhỏ, ha? Mình nói, ôi ăn uống có gì ăn nấy, ha? Y phục có gì bận nấy, cốc liêu chỗ nào ở cũng được, ha? Coi nó là chuyện nhỏ như con thỏ là nó nhỏ, mà bây giờ nó không được, trời ơi, ăn uống mà không có đủ gia vị, không có lấy sao ăn thì khổ về cái ăn, ha? Y phục mà bẩn mà không đẹp, không có mốt, không có ấy kia nó sao mặc, rồi sẽ khổ về cái trang phục, ha? Rồi trú xứ mà không có tiện nghi, không có cái này, không có kia, không có nọ gì đâu, vậy mà sao sao ở, không? Thì khổ về cái ở, không? Thành ra đó, thành ra chúng ta càng dính mắc, càng tầm cầu, đeo đuổi xí xét khổ nhiều. Còn hả, mình tập buông bớt, à buông bớt cái có gì dùng này, có sao ăn vậy, không có tìm kiếm, không có tầm cầu, thì mình sẽ đỡ khổ. Thành ra ngày A Sinh Cha ngày nói sao, hả, bỏ được một chút thì hạnh phúc được một chút, ha. Bỏ bớt được về cái vấn đề mà ăn uống thì sẽ đỡ khổ về ăn uống. Bỏ bớt về cái trang phục mà bên ngoài thì nó đỡ khổ về cái trang phục bên ngoài. Bỏ bớt về cái vấn đề cái tiện nghi, à cái chỗ ở thì sẽ đỡ khổ, à về cái điều kiện trú xứ, nhá. Thành ra đó chúng ta phải tập lần lần, nhá. À, rồi sao mình dẹp bớt cái tâm mà cống cao ngã mạn, so sánh hơn thua, à thì mình sẽ đỡ khổ về cái những cái quan trái, những cái sự chỉ trích ở bên ngoài đó. Thành ra chúng ta phải tập cái này, là phải thực hành, phải phản tỉnh, phải xem xét, ha. Bây giờ coi cái này là tại vì cái tâm mình muốn hay là mình cần. Hai cái này nó mình luôn luôn phản tỉnh, mình xem xét thì mình sẽ biết là, ha. Bây giờ mình bệnh, mình cần có thuốc để nó trị cái chứng bệnh này, thì thuốc nào mà nó trị đúng bệnh mình uống. Không, tôi bị bệnh, tôi muốn trị bệnh này, nhưng mà tôi muốn cái hiệu thuốc này nè, cái hiệu thuốc này nó mới hay.
Còn cái hiệu thuốc này á, là nó không có nổi tiếng, chắc là nó không hay, cho nên là phải chạy đi tìm, đi kiếm pharmacy này, tiệm thuốc nọ, đi tìm chừng nào mà có được đúng cái hiệu thuốc đó thì tôi mới uống. Nhưng mà so sánh ra cái công thức, cái công dụng của cái hai loại thuốc nó như nhau, chẳng qua là khác nhau về cái tên thôi. À, chẳng qua là khác nhau chút là anh kia nhờ ảnh là cái hãng lớn, hãng dược sĩ lớn, cho nên là ảnh quảng cáo rầm rộ, nhiều người sử dụng. Còn cái công ty của anh này á, nó nhỏ hơn, ảnh không có quảng cáo, cho nên là ít được nổi tiếng hơn. Nhưng mà vì á, mình nghe người ta quảng cáo rầm rộ, nhiều người ấy quá, mình xài cái đó. Cho nên là sao? Bây giờ á, đôi lúc chúng ta xài, chúng ta không phải là vì cái mà chúng ta bị cái quảng cáo nó lôi cuốn. Ngày nào mở lên là nó quảng cáo thuốc này, thuốc kia, thuốc nọ, điện thoại này, điện thoại kia, điện thoại nọ, rồi trang phục, rồi những cái gì đó, tùm lum. Đó, cho nên là mình bị người ta dụ, ta lôi cuốn, rồi mình chạy theo. Thành ra mình sống mình phải có trí tuệ. Cái nhu cầu của mình, cái nào cần, cái nào cần thiết, thì mình ấy. Cho nên á, muốn sống cái đời sống tri túc là chúng ta phải luôn luôn phản tỉnh xem xét lại chính mình, coi cái này là mình cần hay là mình muốn. Còn cái chuyện mà trào lưu xã hội, khen chê, bỏ qua bên, mình chạy theo á, mình mang nợ mang nần, mình tầm cầu, mình khổ chứ còn không có ích lợi gì hết. Thì khi mà chúng ta phản tỉnh xem xét vậy đó, thì mình sẽ chấp nhận cái đời sống, cái điều kiện mình đang có, thì như vậy mình sẽ giảm thiểu bớt những cái khổ đau. Rồi khi mà chúng ta học hành, chúng ta thực tập, thì chúng ta thấy gần gũi những cái người có trí tuệ. Đức Phật cũng dạy trong pháp cú kinh á, mình trong khi mình học mình hành á, thì mình phải tìm những cái người mà bằng mình hoặc là hơn mình. Bây giờ mình muốn dùng bộ trí tuệ thì mới tìm những cái người mà có trí tuệ, học hành chăm chỉ, giỏi hơn mình, để mình mới nương nhờ, mình mới hỏi ra được chứ. Chứ còn bây giờ là mình gặp cái người mà họ lười biếng, họ không có thích học, mà mình gần gũi mấy người đó thì mình đâu có học được cái gì đâu. Rồi cái khi mà chúng ta thực hành cũng vậy, chúng ta phải gần gũi những người có cái sự nỗ lực tinh tấn, những người mà thực hành mà tốt đẹp, thì chúng ta mới có cái sự nỗ lực. Không, bây giờ á, tại sao mà có đôi lúc chúng ta phải đi vô trường thiền? Tại sao có nhiều lúc mình hành ở nhà mình á, mình giải đãi dễ vui, trời ơi bữa nay mắc công chuyện quá, thôi để khi nào rảnh mình hành thiền ha. Còn vô trường thiền bây giờ tới cái thời khóa cả là tập trung vô, ta ngồi thiền hết, mà mình giải đãi dễ vui, mình đi vòng vòng mình ngắm cảnh thì coi đâu được ha. Cho nên là khi mà mọi người ta tinh tấn, cái sự thúc đẩy nó cũng mình cũng phải tinh tấn theo ha. Mình nương nhờ vào cái tập thể để mình có sự nỗ lực tinh tấn. Rồi nếu mà cái tinh tấn của mình á, nó mạnh mẽ lên rồi á, thì lúc đó mình ngồi ở trong cốc, trong phòng, ở nhà mình ngồi nó cũng vẫn ấy.
Đó, coi đôi lúc chúng ta phải nương vào cái sự nỗ lực của tập thể để chúng ta có tiến bộ. Rồi cái vấn đề mà quan sát về danh sắc cũng vậy. Chúng ta phải học, chúng ta phân biệt về danh và sắc. Sắc là cái thành phần vật chất, nó là vô tri vô giác. Đó, mà biết được danh sắc là cái tâm hay là danh. Đó, thì khi mà chúng ta có sự phân biệt hiểu biết rõ ràng cái nào là danh, cái nào là sắc, thì chúng ta mới bắt đầu tới quan sát. Quan sát để chúng ta thấy được danh sanh, sắc sanh, danh sanh, danh sanh, sắc sanh, sắc diệt, danh diệt, để mình mới thấy rõ được. Thí dụ bây giờ cái hơi thở, hơi thở, nhưng mà lúc đầu là mình nương theo cái danh, cái chế định, cái danh từ là hơi thở. Hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, để mà cái tâm mình nó an trú trong cái đối tượng. Nhưng mà một thời gian là bắt đầu mình bỏ cái danh từ đi, bỏ cái tục đế đi, mình nhìn vào cái chân đế, cái tính chất của nó, cái tính chất chân đế của cái hơi thở, cái không khí, là cái gì? Là cái chuyển động, chuyển động vô ra, đó. Mà cái vô ra đó cũng là cái chế định nữa. Cho nên lần hồi mình bỏ tất cả những cái chế định tục đế đi, mình nhìn quan sát vào cái chuyển động, cái căn phòng, cái chuyển động của chất gió, để mình thấy cái chất gió nó căn phòng, nó chuyển động như thế nào thế nào, ha. Đó, rồi mình quan sát vào cái sanh diệt, mà cái chất gió nè nó là sắc, còn cái quan sát cái chuyển động của gió là tâm, là danh đó. Thì mình sẽ thấy được cái phân biệt được cái danh sắc khi mà chúng ta quan sát từ những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm nhỏ, những cái trí nhỏ, dần 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 thì nó sẽ đạt đến cái tuệ phân biệt danh sắc, phân biệt được rõ ràng về danh sắc, phân biệt được danh sắc sanh diệt như thế nào, phân biệt được cái nhân duyên của danh và sắc. Thì cái này á, mỗi người phải nỗ lực, mình học hỏi, mình nương nhờ nhau qua những cái kinh nghiệm để chúng ta có sự hiểu biết. Nhưng cái kinh nghiệm là phải tự mình, mình phải nỗ lực thực hành, mình mới đạt được cái kinh nghiệm. Chỉ còn cái kinh nghiệm của người khác á, ta chỉ dẫn, người ta chia sẻ cũng của người ta chứ không phải của mình đâu. Mà mình phải nỗ lực, mình cố gắng, mình thực hành. Cái trí tuệ của các vị thiền sư, của các cái vị mà có nhiều kinh nghiệm trong cái pháp hành, nhưng mà cái trí tuệ là của người ta. Ta chỉ hướng dẫn mình cái phương pháp, cái cách thức, cái kỹ thuật nó là như vậy. Mình phải nỗ lực, mình thực hành, thì lúc đó cái kinh nghiệm thực tế ngay giây phút mà mình đang thực hành mới là cái kinh nghiệm của chính mình. Cái trí tuệ nó đạt được ngay cái giây phút mình đang thực hành, lúc đó nó mới trở thành cái trí tuệ
Và nếu lớn mạnh nó mới trở thành cái tuệ giác của chính mình ha. Thành ra đó, chúng ta phải cố gắng, nỗ lực học hỏi, nhưng mà mình phải gần gũi với những người có sự tinh tấn, gần gũi với những người có trí tuệ, gần gũi với những người có cái tâm định tĩnh, chánh niệm tỉnh giác. Còn mà nếu mà mình tu tập, mình gần gũi những cái hội chúng mà không có cái chí hướng giống mình ấy, thì nó cũng là một cái trở ngại. Cho nên chúng ta phải hiểu biết như vậy để trong đời sống, trong sự học tập của mình có được những cái điều tiến bộ tốt đẹp. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai. Và chúc cô Hồng Mai nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con kính tri ân sư đã giải thích câu hỏi, câu thắc mắc của đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ, câu hỏi và câu trả lời của Hồng Mai và của sư ngày hôm nay không phải chỉ riêng cho Hồng Mai mà chung cho tất cả mọi người và nhất là với con nữa ạ. Con với con thì những cái câu trả lời của sư sẽ thấm dần vào tâm trí của con, để con sẽ cố gắng tinh tấn thực hành những lời Phật dạy để đi đến giải thoát. Dạ. Chứ con cũng chưa có thực hành được đến đâu hết. Con thấy những lời giải thích của sư cũng với con nó cũng cao quá. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, bây giờ thì còn một thời gian rất là ngắn. Dạ, xin mời một câu hỏi ngắn của quý vị ạ. Dạ, con thấy bàn tay của cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Dạ, con kính dâng mic đến cô. Dạ, con xin mời cô ạ. Dạ, sa thú Lanh Thai. Dạ, cảm ơn Hồng Nhung. Dạ, con thành kính tri ân Ngài Pháp Thanh đã giảng dạy câu hỏi của Hồng Mai. Dạ, bây giờ con có một câu hỏi ngắn. Bạch Ngài thì thường thường nói là trí văn, trí tư và trí tu. Thì bây giờ ví dụ như là trí văn là mình bắt chước, mình nghe là gọi là trí văn. Rồi trí tư, rồi trí tu. Nhưng mà con nghe có vị giảng là mình chỉ có thời đại này thì chỉ có những phàm phu hoặc là các vị đã tu thì chỉ có trí văn và trí tu thôi, không có trí tư. Thì con không hiểu rõ, xin Ngài giảng dạy cho con cái trí tư. Con đang lấn cấn. Dạ, con kính thỉnh Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Lâu lâu cô Tệ Duyên vào sinh hoạt mà cứ chờ bọc hậu không á, bao chót không á. Cái trí văn là chúng ta chú ý, chúng ta lắng nghe, chúng ta học hỏi là cái trí văn. Rồi cái trí tư đó là mình suy tư về những cái điều mà mình đã học. Thấy không? Bây giờ mình học Abhidhamm là về danh và sắc nha. Nhưng mà mình mới nghe qua đó, mình đâu có phân biệt được cái nào là danh, cái nào là sắc. Thấy không? Lần đầu tiên mình vô học Di Diệu Pháp, cái Di Diệu Pháp nhập môn á, pháp là chi, cái chi cũng là pháp, pháp ra sao cũng là pháp. Trời đất ơi, cái gì kỳ vậy, sao không có giải thích ra cái pháp nó là cái gì. Này kia nó mình rối, mình không hiểu. Bây giờ mình phải suy tư, pháp là chỉ chung cho tất cả cái tính chất ở xung quanh mình.
À, phải không? Chứ còn ở trong trong cái cuốn cuốn sách nó mấy chữ, cái vị này cũng đọc lại mấy chữ thôi, không có mở rộng, không có giải thích, không có giảng nghĩa ra làm sao mình hiểu được ha. Thành ra đó bây giờ sao giờ thì mình phải tự mày mò, à, đi kiếm cái này, đi kiếm cái kia, đi kiếm cái nọ để tìm hiểu cho ra, cho ra được cái chữ, cái ý nghĩa của chữ pháp. Chứ cứ mà pháp, tất cả gọi là pháp, à, mình biết đó, thành ra mình phải suy tư, mình phải tìm hiểu để mình đạt được cái ý nghĩa. Rồi cái đó là cái khi mà mình suy tư, mình tìm hiểu, mình mới đạt được là cái ý nghĩa đó, gọi là trí tư, không? Bây giờ danh sắc mình phải hiểu rõ tường tận, cái sắc nó là cái phần thô, nó là đối tượng của tâm, à, để mình nắm vững như vậy đó, à, cái biết được đối tượng là tâm, là danh, nha, đó, rồi mình mới suy tư, mình thấy được, à, khi mà mình thở, à, cái hơi thở nó là thô, nó là sắc, biết được cái hơi thở vô ra, ha. À, phân biệt được hơi thở vô ra là tâm, là danh, nha. Mình phải học biết rõ, rồi mình phải suy tư thì mình mới biết được. Rồi cái trí tu là gì? Mình ngồi mình chánh niệm vô, lúc đó mình gạt hết tất cả những cái gì xung quanh, mình chánh niệm vô để mình thấy rõ ràng ngay cái giây phút mà cái hơi thở vô bắt đầu cho đến chấm dứt, ha, thấy rõ cái hơi thở ra tường tận ngay từ giây phút bắt đầu cho đến chấm dứt, nha. Thì khi mà mình quan sát như vậy, mình sẽ đem đến cái kinh nghiệm, à, cái hơi thở là nó luôn luôn nó sanh nó diệt, ha. À, rồi cái tâm á, cái danh nó quan sát, nó theo dõi cái hơi thở này, à, cái hơi thở diệt thì cái danh, cái tâm quan sát nó cũng diệt. Rồi cái hơi thở mới vô thì cái một cái tâm quan sát là mới. Để từ đó mà mình mới có được, ha, cái trí văn là mình học hỏi, cái trí tư là mình suy tư về cái điều mình đã học một cách cho rõ ràng. Rồi mình thực hành, à, để đạt được những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết, à, thì mới gọi là trí tu. Nó là vậy. À, thôi, thời gian cũng hơi lố mà xin sám hối với ngài chủ đức, và cũng xin mời các cô quan hỷ đọc phần sám hối, rồi sư xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Và giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, chúc tất cả quý tôn nữ nhiều sức khỏe an vui, luôn luôn tu học tinh tấn, tạo được nhiều thiện sự trong đời sống. À, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả những tai ương dịch quả sớm được tiêu tan, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và cũng xin ngài trí đức cũng như tất cả quý vị cùng quan hỷ, sau buổi sinh hoạt hôm nay thì xin tạm nghỉ trong một 4 tuần, 4 kỳ để lo công chuyện. Và sau khi chắc khoảng sau rằm tháng giêng thì sẽ sinh hoạt trở lại. Và trước thềm năm mới thì cũng xin chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử có một năm mới an khang, tốt đẹp, để nỗ lực tu tập tạo được nhiều thiện sự. Cầu mong được tất cả quý vị có những cái điều kiện thuận duyên tốt đẹp. Và bây giờ xin mời Nam Mô Bổn Thầy. Thank you.
Dạ, sa thú, dạ, con kính Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, một lần nữa con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ, dạ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài pháp ngày hôm nay và trả lời các câu hỏi trong ngày hôm nay ạ. Dạ, và con cũng xin cảm ơn sư đã cho một cái thông tin, và đối với con thì con rất là hoan hỷ. Dạ, sau rằm mới học lại, con rất là hoan hỷ. Con kính tri ân sư. Dạ, bài học đã kết thúc, con xin được sám hối Tam Bảo sau khi nghe pháp ạ. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, để kết thúc buổi học pháp ngày hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con sau buổi học pháp để chúng con được tròn phước báu. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Xin thay mặt chư tăng phút chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Phawatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa bhuta anuvave nasana soti phawantu te. Phawatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa thamma anuvave nasana soti phawantu te. Phawatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa sangha anuvave nasana soti phawantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam Mô Bụt Tha Giá. Sa thu lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con hôm nay ạ. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Tiếp theo, kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con hồi hướng sau khi nghe pháp. Ya devata santi vihara vasini thu be khare bodhi khare ta hình ta thamma da ne na pha quan tu pu chi ta so thình karon te tha vihara.